chỗ như thế được chưa thì cháu có đứa nào nói gì? Sáng nay tao không về, tao không nói gì đâu. Đấy là chúng mày tổ, chúng mày chỉ cần để cãi chứ mà tao ấy, tao không cần nữa. Ngồi thế được rồi. Làm gì không dây nói chuyện hả? Má ngồi ngay sau ngoài nhé, đối diện. Ừ đúng rồi, ngồi bên cạnh chứ. Ừ. Ôi sợ ma lắm, mày để ngay 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 ngay. Mày coi con học đi. Ba lần đi nằm cái ghế này đều cảm giác đau như vậy. Ủa vậy luôn rồi. Ừ. Nhớ lần trước nắm được quay video. Ừ. Ba lần luôn rồi. Ba bốn lần gì đấy. Thôi mà thế còn gì. Thích mẹ gì. Đau thế mẹ đi được. Thích thế còn gì. Mẹ thích nhiều mụn đấy à. Đâu. Mày đừng có nói. Mày không thấy mẹ chị kê ta cái gì hả. Ừ. Kê ta có thích mụn. Ít hơn bạn em, ít hơn bạn Huy của em. Huy đừng đau lòng nha. Thúc đắng giả tật sự thật mất lòng. Ôi trời, đau quá. Cố lên. Đấy, có lại nhanh không? Cái đấy là tính tiền đúng không? Hình như vậy á. Làm sao để bớt đau nhỉ? Chị đánh cho em ngất xỉu. Ôi trời ơi. Ôi. Thở không nổi luôn á. Nhiều quá em ơi. Bốn giờ chưa Ngọc? Bốn rồi. Bốn kém hai. Mỗi lần vô đây phải 2-3 tiếng mới ra được. Nặng mấy cái chỗ má to đúng không?
Ừ. Chúng nó bảo gì á? Hả? Chúng nó bảo gì á? Tao cũng muốn vả vào mặt nó rồi đấy. Năm nay có vẻ tôi được tôn trọng hơn năm ngoái. Ừ thật đấy. Tao đi làm cờ đỏ không được. Không có tivi hả? Sao lại sợ? Thế thì ở nhà cho lạnh. Muốn lắm mà chưa không đi được. Năm ngoái là có 12 năm có trực mình có một lần đúng không? Ừ. Nhưng mà đâu có trừ điểm lần nào đó. Đó là chị ruột bằng á hả? Hay là chị họ? Không già hay là ông trẻ? Cái bác mập á. À. Ông trẻ là ông mạnh đúng không? Tao thấy cái ông già già cọc tính phải. Ông đó chùm đời. Bữa tao toàn gửi hàng shipper của ông á. Tao gửi xong rồi đến lúc tao về tao lấy á. Ủa sao đang nói im ru rồi? Thôi. Mà làm cho nhà trường chứ không phải làm cho mình đâu. Mà có cái năm ngoái khổ. Xách nước thì ối rồi luôn. Một buổi chiều tưới mười mấy cầu. Hoặc tao làm bí thư cũng được ấy. Thôi mẹ ơi đừng cho làm bí thư, để đứa nào làm bí thư đi. Thế hả? Con xe cũng được. Ừ. Con Giang để cho làm bí thư được á. Con Oanh để cho làm thủ quỹ. Con Oanh làm thủ quỹ cho anh. Chạm tiền, chỉ có mình làm thủ quỹ với em chạm tiền thôi. Vậy mà làm thủ quỹ tao bắt sao kê liền. Đúng mày bầu là tao thủ quỹ tao chia ba này.
Hỏi đi. Ảo thật đấy, ảo thật đấy. Anh hiểu nấu cơm với con mà. Vâng.